À, xin chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Famit. Đây là cái sản phẩm của mình là hố siphon, thì nó sẽ có kích thước là từ 8 tấc, 1 mét, 1m2, 1m4 cho tới 2 mét, tùy theo yêu cầu của khách hàng hết toàn bộ. Độ dày của nó là 5 ly và cái mặt gam của mình sẽ làm ở đây đó, là mặt gam có một cái lớp cao su nữa là để giữ cho lớp bạc không có bị gách giữa composite này với lại cái mặt trên mặt dưới của composite. Cái ốc này giữ phải thật là chặt, là sẽ làm rất là nhiều lớp trên đây. Phần co này thì toàn bộ đó là theo yêu cầu khách, từ co 90 cho tới một con 168. Phần ống râu này để đưa sắt vào để giữ cho cái phễu nằm trực tiếp ở dưới cái đáy ao, không có bị sụp xịt khi mà vô vận hành, nó bị không có bị chòi bạc lên hoặc là hố bị chọi lên. Famit làm thêm một cái phần là tráng men để đảm bảo cho việc cái phễu của mình nó phải thật là trơn tru, nó không có bị dướng lại những cái rác thải cũng như là những cái phân tôm. Toàn bộ là trơn tru, nó rất là láng luôn, rất là đều. Phần này là chiều cao từ khoảng đây, khoảng cách đây sẽ là 4 tấc rưỡi chưa tính co, rồi từ co đây xuống là từ khoảng là 1 tấc rưỡi cho tới 2 tấc, tùy theo cái độ lớn của co. Và co là từ 190 tới 168 sang tôm dùng để hút si phong, và có thể là thêm một cái co nữa, hai co đều được. Sẽ biến tấu thì theo cái yêu cầu của từng người, và thêm cái phần ống sùng gì để mà hút đáy hoặc hút nước đáy ra. Ví dụ đây là một cái nơi mình sẽ làm cái hố si phong. Rồi sau khi hoàn thành đây là cái hố, mình sẽ đặt cái hố siêu phong ba xuống, đặt vị trí cố định cho cái hố. Rồi công đoạn tiếp theo của mình là mình phải lấy cái ron ra và lấy cái mặt gam phía trên ra. Sau khi hoàn thành, chúng ta sẽ cho keo chống thấm vào mặt phía trên đây, và keo chống thấm về mặt phía dưới luôn, trên dưới, và keo chống thấm một phía bên ngoài này luôn, ở phía ngoài ren ngoài này, để đảm bảo cho cái việc mà nước nó không có bị tràn vô đây nè, nó xì cái lỗ mọt từ cái mặt ở trong bạc á, nó xì lên trên. Có ba cái vấn đề lưu ý để mọi người có một cái hố siphon ưng ý. Điều thứ nhất đó là phải giữ cái hố làm sao cho cái hố nó không bị chồi lên mặt nước trong quá trình nuôi của mình. Phía dưới bề mặt của hố siphon đều có những cái vị trí để đặt những cái rau sắt vào, thì khi mà xỏ rau sắt rào rồi, chúng ta sẽ kiềm chặt ở dưới mặt đất thông qua hồ bê tông để mà giữ chặt cái hố siphon nó không bị phịch lên phía trên. Chét keo chống thấm trước khi lắp bạc vào và sau khi lắp bạc vào, để hai mặt kia đều có keo chống thấm để giữ cho nước nó không có bị rò rỉ ra bên ngoài. Và khi mà hết vụ rồi, chúng ta cũng phải gỡ ra để kiểm tra thử xem coi keo chống thấm nó có chết chưa. Không thì chúng ta cũng phải chét lại như trước khi vào cái vụ mới. Vấn đề thứ ba đó là mỗi cái hố siphon đều làm rất là nhiều inox 304. Thì khi mà quá trình lắp đặt, chúng ta siết inox 304 vừa tay thôi, sau đó chúng ta sẽ cho keo chống thấm chụp lại để đảm bảo cho cái nó không có bị rò rỉ ra ngoài, và tránh siết quá chặt tay làm trái găng của bên chỗ inox, thì nó sẽ dễ bị bung cái mặt gam lên trên, thì nước nó sẽ dễ bị lẻn vào. Thông qua video này thì mình mong những cái lưu ý này sẽ giúp cho hộ nuôi có được một cái hố siphon ưng ý. Xin cảm ơn đã xem video và hẹn gặp lại ở video sau.